đúng rồi, nhưng mà Lâm ơi Lâm, anh nói với em nghe điều này nè. Đối với anh thì vì cái gia đình với lại cái khung giờ, khung thời gian nó không cho phép mình làm điều đó thì thôi kệ, không quan trọng chuyện đó. Mà anh đã về Việt Nam thì ngày nào đối với anh cũng là Tết cả, bất kể một tháng 1 đến tháng 12, đúng vậy. Hay ở Việt Nam là Tết đối với anh, trong lòng của anh là Tết rồi. Vui tùm lum, trời lâu quá mới gặp mày Jimmy. À, hứa lên con chơi mà chưa có lên được, cũng từ từ. Thế thì nói chung là đối với tao thì về Việt Nam được, mà ngồi trong quán được, ngồi ăn nhậu được, ngồi uống bia được, ngồi uống cà phê được, mình đi đây đi đó được, đó là Tết rồi, trong lòng tao là Tết rồi. Bởi vì không có gì sung sướng cho bằng đang ngồi ở Việt Nam mà ngồi uống bia, đang ngồi Việt Nam mà uống cà phê tán dóc, rồi ngồi ông đi qua bà đi lại. Ê, rất là ư là thích thú, ngắm cảnh mưa rơi buồn cười. Ngày hôm qua tao coi được một cái clip của một thằng nào không biết nữa mà nó nói trời đất ơi sao nó vắng quê, ước không 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 nghe tiếng bánh giò bánh bánh, bánh gì mấy người đó bán hàng rong mà họ đi về quê hết rồi, tức quá. Bây giờ nó đi kiếm, nó nghe cái nó đang thèm, nó là nó đang thèm cái tiếng bóp còi xe, và mấy bữa nay không có nghe tiếng đường xá vắng tanh nè, và nó thèm nghe những cái tiếng rau gì me ngào hoặc là gì chuối hoặc là bánh chưng bánh giò gì lum lum, nó thèm nghe cái tiếng đó mà giờ cái tiếng đó nó mất tiêu. Nó tức lắm. Buồn cười mà nó quá chiêu ở cái chỗ là khi bình thường á mà nó như vậy thì rất là bực mình, chẳng hạn như là kẹt xe mà lại nó nở lòng nào nó nói trời đất ơi bây giờ kiếm qua cảnh kẹt xe mà ở ngồi xe bút cò tin 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 về kiếm ông ra, tự nhiên nó nhớ kỳ cục không. Nói như vậy để hiểu rằng cái thói quen cái gì cũng vậy, nó có một cái thói quen lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong năm hoặc là trong nhiều năm chăng nữa, làm cho con người ta hay biến mất ra đi, tự nhiên con người ta tự nhiên bất ngờ và là tự nhiên thấy lạ lắm đó, nó cái gì lớn vậy đó. Nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm hay, nó nói nhiều cái tôi buồn cười ấy. Mẹ bữa nay không thấy một bà nào rau cả mà cũng không kẹt xe nữa. Đường xá thênh thang chạy ào ào, bà vừa thèm cái kẹt xe để có bóp còi tin tin chơi mà không có luôn, nó ao ước được điều đó, bỏ bao nhiêu tiền mua được. Nó nói nhiều cái vui vui, nói như vậy cái là cái người Việt Nam mình, mày thấy không, rõ ràng không, vui đâu chút đó và rất là dễ tha thứ, rất là dễ rộng lượng, và nói chung là cái gì nó cũng có một cái gì rất là dễ thương, nó có một cái gì rất là dễ thương mà mình không thể nào nói được. À, trong cái ồn ào xáo trộn của xã hội có những cái cảnh kẹt xe, có những cái tiếng rao, có những cái tiếng ồn ào mà tự nhiên biến mất đi là tự nhiên con người mình nó nhớ. Kỳ gì đó, ở nó quái đản vậy đó, rõ ràng vậy đó. À, ghét, đúng rồi, ghét để nhớ, đó là một cái câu nói rất là chí lý, đúng là ghét để nhớ. Bình thường kẹt xe tức lắm chứ, nhưng mà bữa nay không kẹt xe tự nhiên làm lạ, mẹ tự nhiên sao bữa nay tự nhiên kỳ nó chắc que à, người ta bộ đột xuất vậy ra. Và nó nói một câu rất là dễ thương, ước gì mua bao nhiêu tiền cũng được, mua cái cảnh kẹt xe để bóp cò, để bóp còi, quái đản, đừng có thằng này đừng quái đản. Giờ mà nó nói đúng tâm lý là bởi vì nó thấy nó vắng một cách bất ngờ, con người ta nó bị sốc đó. Cũng hay cũng vui. Và có một cái ngày hôm qua buồn quá thì nó thì coi thì lượng lượng YouTube được coi bậy bạ chơi thì bất ngờ bây giờ ta mới hiểu được tại làm sao mà Việt Nam mình nó có những cái câu mà gọi là camera chạy bằng cơm. Và ở đây tao nói cái điều này mà tao thực sự là tao rất là xúc động, và tao rất là thì ta tình cờ ta coi ta bấm vô thì thấy một cái đội tự một tự phát nè của người dân là đội săn bắt cướp của xã Bình gì của Bình Tân, Bình Tân là ở đâu ta không biết, nó để chữ Bình Tân ấy đồ mấy cái thằng Tùng Lê này phải không, nó nhớ gì thì nhớ nhưng không nhớ vậy dễ chết, con mẹ mày dễ chết, tao cũng chẳng có thèm chấp tụi bay chi mà. Thì nó có một cái điều này, nó có nghĩa là những người bị mất đồ đạc, bị lừa gạt, bị ăn cắp trộm xe hoặc là bị lừa gạt quẹt này kia thì cầu cứu số điện thoại đó thì họ bắt đầu họ vào cuộc và làm rất là hay. Và một cái điều quan trọng nhất là họ là những người dân bình thường giống như tất cả mọi người, và hàng đêm như vậy có một chút thời gian rảnh rỗi và họ đi ra đường, họ tuần tra theo cái kiểu của họ là giống như kiểu như là đi một nhóm đông người vậy, khá giờ có những chuyện gì bất bình hoặc là những người bây giờ không có tiền đổ xăng hoặc là những bị kẹt xe bị hê xe dưới đường hay là có những cái chuyện gì rất thì họ giúp đỡ,
Thứ hai nữa là họ theo cái đơn mà người ta gọi điện thoại, người ta báo cáo là họ bị mất xe điểm nào giờ phút nào, thì họ truy lùng và coi hai ba vụ, người ta thích thú quá ta mới coi hai ba vụ, thì hên quá những chiếc xe SH á, cái người dân họ mua họ gắn định vị trong cái xe đó, cho nên ra khi mà cái xe đi tới đâu họ báo liền tới đó, thì cái đội săn bắt cướp này họ chạy tới và họ truy lùng cái đưa ra và họ bắt họ lấy chiếc xe đó về, rất là hay. Mà người đó hầu hết những người đó là họ người dân thôi, họ tự nguyện họ làm những cái điều đó, mình thấy rõ ràng không? Có nghĩa là ở trong cái đất nước Việt Nam mình nó có những cái tình huống, những cái sự việc mà mình không nghĩ là không thể ngờ. Nói so sánh chút xíu, có nghĩa là ở nước Mỹ này bất cứ anh làm cái gì nó tính tiền bằng giờ, không tiền là không làm, không có tiền là không có làm. Và mà apply job bất cứ một cái chuyện gì đó, hỏi toa bao làm bao nhiêu một giờ, 10 đồng, 15, 20 đồng trả giá hai đứa, bằng lòng ta làm, không bằng lòng ta đi về. Nhưng mà ở Việt Nam nó ngộ rồi. Họ hy sinh mà họ làm không vì vụ lợi, không không có tiền. Đó là những cái đội săn bắt cướp. Tụi bay không tin tao, tụi bay lên YouTube, tụi bay soạn cái gì đó, cái tên cái chữ gì săn đội, cái đội gì ta, đội săn bắt cướp Bình Tân cái gì đó, Đồng Nai cũng có nữa, Đồng Nai cũng có nữa. Đó. Đúng rồi, mà Diệu Ngọc cái chuyện nó có thật không, Diệu Ngọc, hay là dựng chuyện, hay là để quay clip để quảng bá, hay là chuyện tào lao, chuyện đó tao coi có thật, tao thấy bắt rõ ràng nó dí cái theo thằng kia nó chạy cái xe khác nó ăn cắp được á, rồi người ta báo xong cái nguyên một đội bốn anh em dân phòng hay cái gì đó, người dân họ truy bắt người đó, họ lấy xe về được. Cái chuyện đó, chuyện tao nghĩ là chuyện có thật, cái ở trong cái diễn đàn này cái chuyện đó có thật hay là không, mọi người cho tôi biết có không. Chào anh Peter, Peter vô lên chơi, Peter nói chuyện rồi tính nick cho nó vui. Nhớ quá. Có thật hả? Đúng rồi. Hiệp sĩ. Đường phố. Ok. Đó, mình thấy rõ ràng chưa? Cái tính mà nhân văn và cái tính tương trợ với cái tính xã hội của Việt Nam mình nó thắt chặt. Và chỉ có Việt Nam mình mới có cái điều đó thôi. Tao thấy là nghĩ vậy. Mỹ làm gì có cái chuyện mà không công. Ở Mỹ này làm không có chuyện gì không công, bởi vì thằng Mỹ nó không bao giờ cho ai bất cứ một đồng tiền ra mà không công cả, thì ngược lại thì cái người dân cũng không bao giờ làm những chuyện gì không có tiền, không có công. Ngược lại ở Việt Nam mình có những cái chuyện mình thấy buồn cười, mình nghĩ là chuyện đó, sống ở Mỹ lâu năm thì mình nghĩ Việt Nam mình cũng vậy thôi, có nghĩa là mình làm mà không có tiền là không có làm. Nhưng mà không ngờ hầu như tất cả mọi địa bàn, mọi 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 quận, hoặc là mỗi thành phố, hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh nó cũng có đội săn bắt cướp, rồi cũng có nó gọi đi tắt là gì, SBC à, SBC đại khái vậy. Thì ta hỏi ở các nước mà ví dụ như là ở Pháp, ở Na Uy, ở Thụy Điển thì có cái điều đó không, cái gì cũng báo cảnh sát, rồi cảnh sát mới truy lùng ra thôi, chứ ngoài ra người dân không có tự động làm cái điều đó. Ở Việt Nam người dân tự động đứng ra làm cái điều đó và không công, không có tiền bạc gì trên trời. Họ vì cái tính gọi như là họ có tính gọi là trượng nghĩa, mà phim Tàu nó gọi là tính trượng phu, hoặc là tính là đại khái là coi như mình nói như là họ có một nhóm người họ sẵn sàng họ làm cái điều đó. Đó, thử hỏi coi đất nước nào có cái chuyện đó không, không có. Và nó có những cái tính nhân văn giống như những cái video clip kia rồi, thì các tiền trạm mà đón những người mà đi về quê ăn Tết, họ phát khăn phát nón, rồi họ nón bảo hiểm hư, họ trao đổi, họ cung cấp lương thực trên cái đường về quê, rất rất là thấy là rất là dễ thương. Ok, thì rồi cái đó là tao muốn nói cái điều là bởi vì tao mới sang này tao mới hiểu được một cái điều. Chào chào toàn chào khắc gỗ ha. Ăn công an nào đi ăn cướp mày, bởi tụi mày tao nói chuyện, tao nói cho mày nghe nè, mày nói chuyện với tao thì mình phải nói chuyện có dẫn chứng, phải cụ thể, phải mạch lạc rõ ràng, phải đưa ra những cái luận cứ đàng hoàng, có chứng tích, có nguồn, có hình ảnh, có đàng hoàng, đừng có nói ngang, đừng có suông. Tôi nghe người ta nói vậy thân mệt quá, tao chẳng thèm chấp, mày nói một câu nữa tao đắp mày liền, mệt. Nói chuyện đàng hoàng để ngồi nói chuyện đàng hoàng, ở đây tao biết tiếng mày lâu rồi chứ không phải là không, mà toàn là ăn ngang nói cuội. Mày chỉ có bực tức một cái chuyện gì cá nhân của mày tao không hiểu. Ở đây tao mới chỉ nói cái điều này, ở Mỹ hoặc là ở bất cứ nước nào là họ so sánh với Việt Nam rất là khập khiễng. Rồi sẵn đây tao mới dễ nghĩa cho mày nghe cái chuyện mà an sinh xã hội, an sinh xã hội mà so sánh ở Việt Nam là quá ư là khập khiễng. Một đất nước Việt Nam mới phát triển
nó một cách khác là mới phát triển và mới có được đóng thuế những người doanh nghiệp tư nhân, mà doanh nghiệp lớn vừa vừa trung vừa lớn thôi, còn nhỏ hầu như không có đóng thuế, kể cả những bất cứ những người nào cũng đóng thuế, thì cái nguồn thuế thu vào ở trong đó nó cũng có, nó không được bao nhiêu cả. Nói như vậy cho mày hiểu. Và so sánh với nước Mỹ là gì? Nước Mỹ thời ngày lập quốc bây giờ là 270 mấy năm, gần 300 năm. Và họ thu thuế từ rất là lâu đời. Để có một sự an sinh xã hội tốt như bây giờ thì họ có một cái quá trình rất là dài để mà họ, ta nói rất là nhiều lần trên những cái diễn đàn rồi, họ làm một cái họ hoàn chỉnh được một cái xã hội tư bản hoàn chỉnh, và họ truy thu thuế từ hồi xưa tới bây giờ mấy trăm năm rồi, chứ không phải vì cái chỗ đó, vì cái chỗ đó, thành ra ngay bây giờ những cái sự an sinh xã hội của Mỹ cũng là khá tốt, mình không phủ nhận cái điều đó. Nhưng mình phải nói cái điều này, mình phải nói cái điều này, anh đóng thuế không có nghĩa là anh hưởng của anh ngay tại bây giờ. Anh đóng thuế là cho cái lớp sau, cái thế hệ sau của anh được hưởng cái tiền an sinh xã hội, chứ không phải cái tiền an sinh xã hội anh đóng bây giờ mà anh hưởng liền, không phải vậy. Có nghĩa là an sinh xã hội của nước Mỹ là người trước đóng thuế cho người sau hưởng. Mày phải hiểu cái điều đó cho một chút xíu. Mày hiểu điều mày nói chưa? Và nước Mỹ đã thành lập, đã lập quốc 200 mấy chục, gần 300 năm. Thì những cái tiền đó nó cứ nó vận chuyển vận chuyển vận chuyển, nhưng mà không phải là không hết. Má cái thằng này ăn bữa thừa sẽ cặn là sao? Mày mà nói phải rõ cái lý do. Chờ băng chứng khoán. Có nghĩa là khi anh đóng thuế là cái đời sau của anh, thế hệ sau của anh hưởng, chứ không anh không phải là anh hưởng. Và mới đây thì ở chính phủ của nước Mỹ đã ký một cái đạo luật, có nghĩa là tăng cái tiền bỏ vào thêm cái tiền, bởi cái tiền ngân sách của tiền an sinh xã hội đó là cạn kiệt. Nó cạn kiệt, cho nên vì chỗ đó là họ bổ túc vô, đó là bổ túc nghịch lý, bởi vì cái người đóng thuế ít hơn ở người hưởng thừa hưởng thì đương nhiên nó sẽ cạn kiệt. Và nói như vậy cho mày hiểu, có nghĩa là anh đóng bảo hiểm y tế, bất cứ chuyện gì mà thuế má của người dân đóng là anh đóng cho đời sau, chứ anh không có hưởng con mẹ gì cả. Còn anh hưởng cho người đời trước, đời trước đóng thuế xong nuôi anh rồi đời anh mới đóng thôi. Tức là cái an sinh bảo hiểm mình phải hiểu, nghĩa là anh đóng để cho người được sang, người sau được hưởng đó, thế thôi. Anh Peter có rảnh lên chơi anh Peter, anh Phượng, rồi nói như vậy cho mình hiểu. Nếu mà so sánh với Việt Nam thì quá ư là khập khiễng, và người Việt Nam mới có phát triển khoảng chừng 20 năm nay thôi, trong khi đó Mỹ hoặc là nó đã phát triển đã gần 300 năm nay rồi, và nước đất nước nó chỉ có đi chiếm dụng và khai thác tài nguyên của các nước khác, chứ không có bao giờ nước nước có chiến tranh. Đất nước Việt Nam mình từ một đống gạch vụn hoang tàn đổ nát đi lên, cái điều đó mày phải hiểu, hai cái điều khác biệt xa lắc xa lơ, xa lắc luôn. Mày bởi vì nhiều khi đưa bài hàng này thằng kia ra thì mệt quá, tao cũng chẳng muốn cãi tụi bay chị, bởi tao mới nói tụi bay rồi, hãy nói chuyện với tao là phải nói có sách vở, phải có hình ảnh, phải có tư liệu, phải có nguồn, phải có đầy đủ chứng cứ thì tao mới nói, tao mới nghe, còn không là tao không thèm nghe. Bởi vì đố tụi bay nước mồm, nước miếng, nước mồm, nước rượu, nói làm con mẹ mệt quá, tao không thèm. Đứa nào lên chơi với bố không? Đứa nào lên nói chuyện Tết nhất là cho vui không? Còn ba nói chuyện mà chính trị chính đem mệt lắm. Tao thiệt mà tao chẳng biết chính trị chính đem gì đâu. Có cái điều mà tao thấy tụi nó không hiểu và tụi thấy tụi nó không biết gì cả. Thành ra mình lên mình bực tức. Và tụi nó đôi lúc nó xỏ xiên. Nó xỏ xiên này kia nhưng mình xỏ tùy tào lao. Quy kết chụp mũ một cách rất là lố lăng. Sẵn cái diễn đàn hôm nay có thằng Tùng Lê này. Mày có vẻ mày có tính cách là mày không thiện cảm đối với cái xã hội Việt Nam lắm. À, mà mày là một, đối với tao là mày một đứa con, một đứa con nhỏ thôi, chứ thực tế là cháu rồi, cháu tao năm nay cũng 40 rồi, cháu quá chứ đừng nói con. Thì hằng học vào một cái gì đó tao không hiểu gì đó, mà tao tao nghĩ là mày nói nó càng rồi dùng cái những cái từ là tao thấy không có chấp nhận được rồi.
có ai gửi lên chơi, gửi yêu cầu lên chơi. Ok. Ủa anh Peter đâu rồi? Ngủ dậy đánh răng súc miệng cũng cà phê rồi chưa? Không, anh nhịn để anh kêu nó có cái gì chứng tỏ cho anh biết chứ anh nhịn chưa thấy gì. Anh thì đâu có nhịn gì đâu. Nhịn để mà. Chào anh. Ồ, chào Hoài, chào chú Khoa. Khỏe không? Dạ, khỏe, em khỏe anh. Bên đó thấy hào hứng quá, bên đó đang nấu nướng rồi Dạ. bánh tét rồi, bên này vắng quá, lạnh thấy mẹ luôn. Dạ. Cũng còn một ngày nữa là giao thừa rồi. Thì chưa biết anh em mình có gặp lại trên live nữa. Thôi thì nhân tiện đây thì chúc anh với gia đình ngoài ra nữa thì chúc toàn bộ Việt kiều ta ở nước ngoài trên toàn thế giới là sang năm 2023 là có một sức khỏe tốt, có một cuộc sống hạnh phúc, mọi sự là sẽ phát tài phát lộc hơn năm cũ. Chúc cả Việt Rồi kiều ta rồi trên thế giới luôn. Dạ. rồi ok, anh cũng xin chúc lại gia đình em và riêng cá nhân em và tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam mình có một cái mùa xuân thực sự là đầm ấm và vui vẻ hạnh phúc. Và Dạ. năm 2022 vừa qua thì Việt Nam mình cũng đã tăng trưởng vượt bậc rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn nữa, đất nước mình càng ngày càng tăng trưởng nữa chứ không Đúng có cái gì gọi là được. Đúng rồi, vậy đó là hạnh phúc ấm no rồi. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều rồi thì nha. em cũng chưa hết rồi, em cũng chúc Chào. anh em mình ở trên cộng đồng mạng ở trong nước cũng như nước ngoài rồi chúc nhân dân ta ở trong Đúng nước rồi. sang năm mới thì đất nước ta thì ngày càng thu được nhiều kết quả Đúng rồi. về nội Về tạng đất về nước cũng như về vấn đề ngoại về giao thế về giới thì nhân dân về ta sang năm mới là nhà nhà ấm no, nhà về nhà mọi hạnh mặt. phúc và về mọi Về mặt. mọi mặt. Dạ. Đúng đúng rồi.